Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước tiên em xin giới thiệu đến cả nhà mình là em về được một cái bộ chuyển tín hiệu ha, chuyển ngõ AV con Victor ZX-S510 ha. Thì con này em cũng đã có rất là nhiều clip giới thiệu với mình rồi. Thì con này nó có 8 đường vào và 5 đường ra nhé các bác. Đó, có 8 đường vào và 5 đường ra. Các cái chức năng thì em có một clip hướng dẫn mình chi tiết rồi ha. Đây là con ZX510. Đó, thì đây là đường processor của nó ha. Đây là đường vào số 3 và đường ra số 3 ha. Đó, cùng với các cái cổng kết nối ở phía sau. Đây ha, đường vào số 1, số 2, số 4, số 5, số 6, số 7 và đường AUX ha. Đường ra số 1, số 2, đường ra số 4 ha và đường monitor, tức là 8 đường vào. Đây là 7 đường, một đường là 8 đường vào và 4 đường ra. Ở đây là một nữa là 5 đường ra ha. Đó, con ZX-S510. Ở dưới này là con MD800 ha, của Denon, hai đường quang vào, một đường đồng trục vào. Và ở dưới này đó là một cái đầu Sony D3. Thì con ZX-S510 này cùng với khiển zin này ha, thì giá của nó vẫn là 3 triệu 500 ngàn nha các bác. 3 triệu 500 ngàn. Có 8 đường vào và 5 đường ra ha. Đó. Rồi, tiếp đến là con MD Denon 800, giá vẫn là 2 triệu 2 ha, dạ vẫn là 2 triệu 2. Đó. Con này vẫn là 2 triệu 2. Con này khi mà sử dụng thì các bác lưu ý giùm em, khi mà mình bấm cái nút red mà nó thu luôn á thì mình tắt cái chế độ Syncho này ha và tắt cái độ pick red này giùm em. Nhấn hai cái nút này để cho nó không có ghi ha. Khi mình bấm bình thường là nó như thế này ha, là nó đang mình cho nó giải mã thì chẳng hạn, thì mình bấm cái nút red này ha. Bấm nút red ở đây, cái để cái đĩa này ở chế độ Rotate rồi. Thì khi mà mình bấm mà nó tự động nó thu luôn á thì mình tắt cái nút Syncho và cái nút Pick Red này giùm em nha. Đó. Rồi, ở dưới là một cái đầu Sony D3. Con D3 này á thì có cả khiển zin nha. Đây, khiển zin kèm theo. Đầu hoạt động tốt mọi chức năng ha, CD đọc tốt, MD thu phát tốt. Giá hiện tại của nó là 6 triệu 900 ngàn nha bác. 6 triệu 900 ngàn, nếu mà không lấy cái khiển thì trừ lại 500 ngàn giúp em ha. Dạ, 6 triệu 900 ngàn. Con Sony D3 nha bác. Dạ, D3. Con này cũng quen thuộc rồi ha. Mình đã được em giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Thì đây là những cái mặt hàng mà về trong hôm nay. Sau đây là em giới thiệu tới cả nhà mình một con đầu giải mã Marantz NA6006 full thùng xốp nha. Dạ. Đây là em quay lại một lần nữa ha, con Sony D3 có giá là 6 triệu 9 cả khiển, nếu mà không lấy khiển thì trừ 500 ngàn. Đây là con Denon 800 ha, Denon 800 2 triệu 2 nha, 2 triệu 2. Và cái đầu chuyển ngõ Victor ZX510 có giá là 3 triệu 500 ngàn kèm khiển nha. Dạ. Rồi, mời cả nhà mình đón xem phần tiếp theo ạ. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em lại tiếp tục khui thùng ha. Thì lần này đó là một con NA6006 ha. Đây là con giải mã mà lâu lắm rồi em mới về lại. Thì thùng của nó đây các bác, gồm có dây quang, á quên, em xin lỗi, dây AV và dây đồng trục ha. Đây là dây AV, đây là dây đồng trục nè các bác. Đó. Đây là cái khiển ha, đây là cái khiển zin của nó cùng catalog. Ở đây là hai cái anten để bắt wifi bluetooth ha, và đây là cái sợi dây nguồn đó. Rồi thì em sẽ tháo thùng ra và quay ở phía sau cho mình xem trước nha. Thì con này cái thùng của nó đây, thùng 6006 ha. 6006 thì con này được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Số seri của nó là 1309 ha. Thì những cái con sản xuất tại Việt Nam thì đời của nó là từ 2015 trở đi về sau rồi các bác. Dạ, đời nó là 2015 2016 rồi ha. Đó. Đời 24 thì nó sẽ là ở lắp ráp ở Trung Quốc, còn từ 25 còn về Việt Nam là nó từ 25 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây nó có ghi ký hiệu gì nữa không? Cái này là 8,4 kg nha, 8,4 kg, 8,4 kg là trọng lượng tỉnh nó, bác không tính cái thùng nữa nha. Rồi mình sẽ xem thử coi là cái phía sau của nó.
Oh yeah, con này sản xuất năm 2020 luôn các bác. 2020 ha, vừa mới có mấy tháng thôi. Rồi, quá đẹp luôn, quá tuyệt vời. Đây là anten wifi. Con này chắc là cũng chưa xài đây. Dạ. Nhìn cái ốc này là còn rất là mới các bác ha. Đó. Đây là nguồn. Mình có con 6006 thì nó có cái cổng 6006 đây, điện 100V ha. Công suất tiêu thụ điện là 35W. À, số seri là 1309 ha. Ở đây con này nó có một cổng quang vào thôi. Không có cổng quang cổng nào khác. Ở bên đường analog thì nó có hai đường analog ra. Đường này là không chỉnh được âm lượng và đường này là chỉnh được âm lượng. Anten này thì bắt được wifi và bluetooth ha, wifi bluetooth. Cổng mạng này để cắm dây mạng LAN có wifi bluetooth rồi thì cái cổng này là nó hơi thừa. Đó, thì đó là các cái cổng kết nối phía sau ở phía sau của con NA6006. Rồi, mình sẽ đi lắp dây và test các cái chức năng của nó ha các bác ha. Dạ. Em sẽ quay lại ngay ạ. À. Cả nhà mình vừa nghe con NA6006 Dash 2020 full thùng xốp thể hiện ha. Thì nó đang đọc file này là file DSD nha các bác. Và giá bán của con này là 15 triệu cho bác. Dạ 15 triệu. Em tặng kèm cho mình một dây quang và một USB 32 GB. Giá trên đã bao gồm phí ship nếu các bác chuyển khoản đủ ha. Dạ. Sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho mình cái cách mà sử dụng các cái chức năng của con NA6006 này ạ. Dạ. Rồi và đây là phần em hướng dẫn cả nhà mình sử dụng cái đầu NA6006 ha. Trước tiên là mình phải gắn cho nó hai cái dây cái anten vào trong này ha. Dạ, gắn hai cái anten vào đây. Cái thứ hai nữa là mình nhớ là mình set up TV về xuất âm cổng quang giúp em nha, các định dạng khác là PFOR, CM.
Rồi cái thứ ba nữa là các cái phần lớn các cái chức năng của nó nằm trên cái khiển này. Mình có thể bấm trên máy nhưng mà bấm trên khiển là tốt nhất ha. Thì cái phần điều khiển của nó gồm có các cái nút này ha, nút chọn optical này, nút chọn USB này ha, nút chọn Bluetooth này các bác. Đó, internet radio hoặc là music server. Đó, đó là các cái nút điều khiển ở trên đầu. Các cái nút này là nút qua bài ha, nút qua bài. Cái phần ở dưới này á, cái phần này là phần của âm ly nha các bác. Ở đây nó có chữ âm ly nè ha. Nó có chữ âm ly nè. Cái này là của âm ly ha. Các chức năng này là của âm ly, mình không xài tới. Các cái phím điều hướng này là lên xuống trái phải ha. Và cái nút setup và các cái phím số để mình nhập nhập password wifi vào. Thì cái con này á, thì trước tiên đó là cái cổng USB phía trước thì nó đọc được ổ cứng nha bác, đọc được ổ cứng, em đang cắm ổ cứng cho nó đọc nè ha. Đó. Ổ cứng FAT 32 ha. Định dạng FAT 32 lên tới 2 terabyte và trong này thì em đây, ổ cứng này em chép rất là đầy đủ nhạc, có giá là 1 triệu nha. Thì nó đọc được ổ cứng và đọc được file lossless lẫn file DSD nha bác. File lossless là bình thường ha. Dạ. File lossless là đọc bình thường, còn file DSD nha bác, đọc được file DSD luôn ha. Đó. Con này đọc được file DSD. Đó. Rồi, đó là các cái cổng ở phía trước ha, cái cổng USB phía trước. Cái thứ hai nữa là cổng quang, thì mình bấm optical cổng quang thì nó sẽ ra cổng quang nha bác. Đây. Em chưa cắm dây quang, xin lỗi đợi em chút xíu. Được làm người tình Rồi thì làm sao mắt nơi tơ cho hồn thêm dài khờ, nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làn gió thoáng môi Rồi thì đó là chức năng optical ha, giải mã đường quang. Tiếp tục là mình sẽ đến với chức năng là Bluetooth ha. Thì mình sẽ nhấn cái nút Bluetooth ở trên khiển để cho nó chuyển qua chế độ Bluetooth. Rồi ở trong cái lần đầu mà kết nối Bluetooth á thì mình sẽ nhấn cái nút Bluetooth mình giữ trong 3 giây nhé bác, nhấn cái nút Bluetooth này giữ trong 3 giây. À, nó sẽ báo là Rest and hold Bluetooth ha. For 3 giây ha. Thì đó, for 3 minutes 3 second. Đây. Đó, thì sẽ mình sẽ nhấn cái nút Bluetooth ở trên khiển và mình giữ 3 giây nha, 3 giây. Thì nó sẽ bật. Đó. Khi mà nó hiện cái chữ Turn on Bluetooth from your mobile thì lúc đó mình sẽ bật Bluetooth ở trên điện thoại của mình lên và mình bật chức năng dò nha các bác. Bật chức năng dò để cho nó dò ra con NA6006 ha. Rồi, bây giờ nó đã dò ra con NA6006 ha, thì mình sẽ bấm vào vào ma răng 6006 để kết đôi. Bấm OK. Đó, thì nó ở đây nó đã báo là nó đã kết nối với điện thoại này các bác. Đó, thấy chưa? Thì lúc này các bác phát bất kỳ cái gì ở trên điện thoại thì nó sẽ chuyển qua bên này ha. Chuyển qua bên cái con NA6006 này cho mình phát ra. Đó là chức năng Bluetooth. Dạ, rồi. Để kết nối với Wi-Fi để chơi music server thì mình vào trong cái phần setup. Setup cho bác. Nút setup ở đây ha. Đây là cái nút setup ngay cái chỗ điều hướng các bác ngay góc bên này. Nhấn vào setup ha. Rồi, ở trong phần setup này mình sẽ đi xuống cái phần network nè. Network. Đó, thì trong phần network này á, mình sẽ bật wifi lên ha. Rồi. Ở phần connection á, thì mình sẽ bấm enter vào đây và bấm wifi để cho nó và ấm bấm bấm auto scan để cho nó quét các cái mạng ở trong cái khu vực mà nó có thể thu được sóng. Thì ở đây mình có thể thấy được ở đây có cái mạng MD Sài Gòn này ha. Đó. Thì mình sẽ bấm vào đây. Rồi. Lúc này mình sẽ nhập cái password wifi của nhà mình vào ha và dùng các cái phím này, dùng các cái phím số này ha. Đó, dùng các cái phím này và nhấn số 10 cộng để nó chuyển thành chữ ha. Đây, số 10 cộng thì nó sẽ chuyển thành chữ và số các bác. Bấm số 10 cộng thì nó sẽ chuyển chữ thành số, số thành chữ nha. Đó, thì mình sẽ nhập cái password wifi vào. Thì em sẽ nhập password wifi vào
nha các bác. Rồi thì sau khi mà nhập cái password wifi của nhà mình vô thì mình sẽ bấm cái nút enter ha, thì nó sẽ dò tìm cái mạng wifi ở nhà của mình. Dạ. Sau khi mà kết nối được với wifi thì các bác có thể chơi music server. Đó, nó báo là wifi connected rồi ha, tức là mình đã kết nối được với wifi rồi. Thì lúc này mình có thể nghe lên music server ha, hoặc là mình nghe internet radio đều được nha bác. Hoặc là mình có kết nối phần mềm HealthOS với nó cũng được luôn ha. Phần mềm HealthOS để mà cài vào cái điện thoại để mà kết nối và điều khiển được cái con NA6006 này. Đó. Đó là các cái chức năng chính của con NA6006. Rồi, thì đó là mà mình khai thác hết các cái chức năng của nó ha. Ngoài ra thì mình có thể xài cái dây OTG cắm vào đây và kết nối với cái điện thoại để phát trực tiếp từ 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 điện thoại qua dây cũng được. Nhưng mà cách tốt nhất đó là nó có Bluetooth rồi thì mình bắn Bluetooth qua các bác. Dạ, mình bắn từ điện thoại mình ha, kết nối Bluetooth để hoặc là iPad, iPhone kết nối Bluetooth với cái AirPlay cũng được ha, để kết nối với cái NA6006 và phát nhạc từ điện thoại qua. Đó là các cái chức năng chính của con NA6006 ạ. Rồi, em xin dừng clip test các cái chức năng của con NA6006 ở đây. Bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ theo số điện thoại bên dưới giúp em nha. 0907406222 ha. Số điện thoại và số Zalo các bác. Em ship hàng toàn quốc ạ. Em xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều ạ.